At Infineon, our deep understanding of solar, wind, and power conversion allow us to optimize products to deliver the high efficiency, performance, and reliability needed in these applications, such as our cool SiC solutions for best-in-class efficiency and our Easy Power Module family for flexibility and scalability. Solar installations use different types of inverters based on their power range. Microinverters are designed for up to 1500 watts and require a compact and high-efficiency design. Our OptiMOS, MOSFET, and cool SiC diode families are ideal for the DC to DC stages, while our CoolMOS offering is recommended for the DC to AC conversion. Multi-level string inverters up to 5 kilowatts can take advantage of our low-voltage OptiMOS MOSFETs and the reduced conduction and switching losses. String inverters up to 10 kilowatts will benefit from cool SiC MOSFETs and diodes or IGBTs in our high-speed 3 and trench-stop 5 families, while inverters exceeding 30 kilowatts are best served by the high density and high efficiency provided by our module solutions, including Easy Cool SiC, Easy Booster, and 3-level Easy 1B, 2B, and 3B products. In central inverter solutions, 2-level or 3-level NPC1, NPC2, or ANPC topologies are preferred. A 3-level topology is widely used as it enables higher efficiency levels. Our Econo Dual 3 family, 62mm modules, and PrimePack 3 and 3 Plus modules are best fit to create inverter solutions up to 3,000 kilowatts. Wind turbines, which are typically rated from 1 to 10 megawatts, require power electronics to deliver high power density while providing robust and reliable operation for up to 25 years. Infineon's PrimePack 3 Plus modules, leveraging our IGBT5 and DOT-XT joining technology, offer up to 25% higher power density or 10 times longer lifetime in wind power applications. The overall performance of renewable energy generation benefits from energy storage systems that balance fluctuations in demand and supply. Whether these are utility, commercial, or residential storage solutions, they require power conversion and battery management systems. If you design power conversion systems up to 30 kilowatts, the best choices are discrete CoolMOS, CoolSiC, and OptiMOS switches, while Easy and PrimePack power modules offer efficient design for energy storage systems with a higher power. Infineon's comprehensive portfolio meets the requirements for your system solution based on our cool SiC, highly reliable IGBTs, and power MOSFETs in both discretes and modules. As every switch needs a driver, our offering includes optimized gate driver ICs complemented by sensing, control, and security components. Learn more at infineon.com/solar. Em xin chào các anh và chào các bạn trong VBEC ạ. Hôm nay thì cũng rất là vinh hạnh khi được VBEC mời để trình bày cái bài giới thiệu ngày hôm nay. Thì mình nhìn chung thì trước giờ thì chủ VBEC ít trình bày về multi-level, thì được đó thì có như anh Hải trình bày về MMC, nhưng mà trong ứng dụng là chủ yếu là SVDC. Thì hôm nay mình trình bày cái hướng nghiên cứu của mình là về MMC trong cái dịch là đa bậc, nhưng mà dùng kết nối modular trong cái điện áp trung thế dùng cho ứng dụng motor. Thì em sẽ bắt đầu cái bài trình bày của mình luôn. Thì em tốt nghiệp ở lab, giáo viên hướng dẫn của em là thầy Đông Trung Ly ở Giang Nam. Thì hiện tại thì lab thì rất có nhiều hướng nghiên cứu multi-level. Bên cạnh đó thì có DC Macrid, và hướng nghiên cứu chính của giáo thì xưa tới giờ thì vẫn là motor drive. Và hướng gần đây thì giáo tập trung vào power diagnostic và intelligent control gồm có AI. Thì bạn nào muốn tìm hiểu thêm về lab thì có thể truy cập vào website này. Thì cái bắt đầu cái bài trình bày của mình thì đây là cái outline của bài trình bày mình. Thì đầu tiên thì mình sẽ trình bày overview về cái MMC, tại vì có một số các bạn thì cũng chưa rõ về MMC, thì mình sẽ trình bày về sơ lược về MMC và cũng như là nguyên tắc hoạt động ở cái phần tiếp theo. Và phần tiếp theo nữa thì là về cái ứng dụng của MMC trong motor drive, thì mình sẽ survey cũng như là review tất cả những cái existing, những cái conventional cho cái MMC, cho cái điều khiển động cơ.
Thì trong cái bài trình bày này thì có một số từ thì mình cũng không biết dịch dịch tiếng Việt như nào, thì mình sẽ nói tiếng Anh một số từ tại vì cũng khó để dịch sang tiếng Việt hả. Thì trước nhất á, thì để overview á, thì như các bạn đã biết thì hiện tại thì các switch á, thì công suất càng lớn á, thì cái tần số đóng ngắt á, thì nó thấp. Ví dụ như đây là thyristor SCR, và tiếp theo là ở công suất thì có thể lên 1 GW hoặc 100, được ứng dụng cho 100 MW hoặc IGBT. Gần đây á, thì SIC á, cũng được ứng dụng trong được ứng dụng trong cái điện áp SVDC và cũng như là điện áp trung thế. Thì về những cái linh kiện có công suất nhỏ hơn thì với tần số đóng ngắt cao hơn thì hầu như không được ứng dụng trong điện áp trung thế và điện áp cao thế. Và đây là bên cạnh một cái ứng dụng bạn có thể nhìn thấy. Thì ở đây mình là liệt kê những cái mới nhất hiện tại bây giờ như là SCR, IGCT, IGBT hoặc là SIC device. Thì điện áp thì khoảng 8.000V, ở đây là 4.500V, 6.500V và 1.700V. SIC hiện tại bây giờ thì tại thời điểm mình tìm ra thì được 1.700V và dòng điện thì 378 A. Đây một số thông số đóng ngắt thì bạn có thể mình sẽ share slide và các bạn có thể tìm đọc kỹ hơn. Thì hồi xưa mà lúc mà chưa có multi-level á, thì người ta dùng cái bộ quintessence inverter hoặc converter chỉ có 2 bậc thôi. Mà lúc 2 bậc đó mà sử dụng cho điện áp như là trung thế hoặc cao thế á, thì những cái khóa người ta phải mắc nối tiếp để tăng điện áp, để tăng khả năng chịu đựng được điện áp, hoặc là mắc song song để tăng khả năng xe cái current. Thì khi mà triển khai những cái như vậy á, thì cái vấn đề là những cái khóa này nó phải đóng ngắt cùng một lúc hoặc là turn off cùng một lúc, thì nó sẽ gây ra một nó sẽ gây nó sẽ challenge vào một cái số vấn đề khó khăn khi mà cho cái bộ gate driver. Thì từ đó thì cũng có một số rất là nhiều cái hướng nghiên cứu về đối với những cái khóa đóng ngắt mà mắc song song hoặc là mắc nối tiếp như thế này, thì cũng có challenge và cũng có solution. Thì mình sau slide thì các bạn có thể theo dõi như thế này, mình không có trình bày chi tiết tại vì cũng thời gian cũng có hạn. Về thì hồi nãy mình đã nói thì có 2 bậc, thì về sau thì có multi level là 2 bậc trở lên, thì như 3 bậc như thế này hoặc là 4 bậc, 5 bậc, 6 bậc. Thì các bạn có thể thấy là 1 bậc như thế này, là 1 bậc nè, 2 bậc và 3 bậc. Đây là 4 bậc, 5 bậc, 6 bậc. Thì mà khi mà tăng cái số bậc lên á, thì cái power mình có thể được tăng lên, cũng như là cái output quality, cái chất lượng của output thì đó, ví dụ như là TSD nó sẽ được cải thiện hơn. Ví dụ đây 6 bậc thì cái TSD nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Cũng như bên cạnh đó thì cái DVDT bây giờ, ví dụ như là mình thay vì mình mắc cái này, mình mắc một một con IGBT này, khi mà switch on thì cái DVDT cho nó rất là cao khi mà cho ứng dụng trung thế hoặc là cao thế. Nhưng mà khi mà do áp dụng vào đa bậc á, thì cái DVDT này được chia ra cho những cái con IGBT, thì lúc đó thì DVDT nó rất là thấp. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái challenge như là nhiều khóa hơn, hoặc là nhiều khóa như là khóa active hoặc là passive, hoặc là tính chất phức tạp nó sẽ tăng thêm, như là về về modulation cũng như là điều khiển. Ở đây thì mình cũng đã trình bày là nãy mình đã trình bày về hai bậc rồi, thì nó cũng khó khăn như vấn đề này. Thì người ta trình đầu tiên là giáo sư bên AKG bên Nhật thì trình bày giới thiệu về cái bộ 3 bậc NBC hoặc là Clam. Về sau thì có Cascade Hybrid. Cascade Hybrid cấu trình cấu hình của Cascade Hybrid thì như thế này, thì nó cũng khá phức tạp. Là mỗi cái bộ module này á, là một yêu cầu là một cái rectifier. Ở đây thì có chi phase này, 3 pha nối vào rectifier như thế này, rồi đưa ra điện áp DC. Thì mình mắc nối tiếp những cái này lại để nối với cái transformer như này. Ở đây yêu cầu một cái phase shift transformer nữa, thì để xuất ra cái điện áp multi level.
Cái challenge ở đây thì có rất là nhiều challenge. Thứ nhất là cái cost và cái size nó khá bự, và nó chỉ là được đưa ra được cái số bậc là bậc lẻ, và yêu cầu rất là nhiều cái isolated DC voltage source. Do đó thì năm 2000 thì có giáo sư là Markey trình bày về cái bộ MMC. MMC thì không có yêu cầu về cái phase shift transformer như thế này, và cũng không có yêu cầu về cái bộ rectifier này. MMC nó chỉ đơn giản là hai cái switch này và một cái capacitor như thế này. Thì đây là cái cấu hình chung của MMC. Thì nó là đa bậc nên rất là chất lượng cả. Của cái output này rất là TSD rất là thấp tùy vào số bậc của nó. Thì ở đây là phía inverter, nó có thể dùng cho phía converter. Thì cái DC link á, đây là cái DC link gồm có 3 led. Nó vào cái đầu chung là DC link. Thì trong mỗi led này gồm có 2 arm. Thì trong mỗi arm á thì những cái submodule này được mắc nối tiếp với nhau. Trong về cấu tạo của submodule thì có nhiều loại như là half bridge hoặc full bridge hoặc là NBC 3 bậc hoặc là 5 bậc. Nên mình sẽ trình bày sau. Và bên cạnh mỗi arm này thì yêu cầu một cái inductor này để giảm cái inrush current, mà cũng như là khi mà xảy ra hiện tượng ngắn mặt hạn chế được cái dòng. Thì trong cái submodule, mỗi cái submodule như này thì chúng ta thấy là cấu tạo của nó có thể là half bridge, thì nó đưa ra được là một cái submodule này sẽ đưa ra 2 bậc, hoặc là full bridge thì là 3 bậc, hoặc là flying capacitor, hoặc là bên cạnh đó thì người ta cũng trình bày một số cái submodule đặc biệt cho một số ứng dụng SVDC để hạn chế cái DC flow. Thì về nguyên tắc hoạt động á, thì mình trình bày ví dụ ở đây là một pha thôi, để sơ lược trình bày đơn giản về một pha. Thì chúng ta có thể thấy là cái này mình gọi là upper arm, cái này là lower arm. Cái upper arm á, nó sẽ dẫn với tùy theo cái số lượng mình cái submodule mình mắc nối tiếp với nhau, nó sẽ sinh ra cái số bậc upper arm tùy thuộc vào cái số lượng của submodule. Và cái lower arm cũng vậy. Thì dựa vào upper arm và lower arm thì chúng ta sẽ đưa ra được cái điện áp ngõ ra số bậc như thế này. Thì về nguyên tắc đóng ngắt thì ở đây chúng ta có hai cái switch như thế này. Khi mà đóng cái switch này thì điện áp ngõ ra như thế này là bằng không. Khi mà mở cái switch này thì cái switch này phải khi nào mà đóng cái switch này lại thì cái switch này nó phải mở ra, thì điện áp ngay đây là bằng VC. Thì hai cái switch này phải complementary với nhau, tại vì nó không thể nào đóng về cùng lúc, tại vì dòng điện qua đây nó sẽ gây ngắn mạch. Thì đóng với cái việc đóng ngắt như thế này, ví dụ ở đây thì đóng một mở ra một cái thì có một cái submodule thôi mở thôi, còn ở đây ba cái đóng á thì điện áp ở đây là chỉ có một bậc, mình giả sử một bậc. Ở dưới đây là thì là cũng như vậy, thì ba cái đều mở ra thì ở đây là có ba cái gọi là ba VC. Thì tùy vào cái đóng và ngắt như thế này thì là mình sẽ sinh ra cái multi level ở ngay đây. Thì tương tự như vậy thì đối với ba pha nó chỉ khác nhau là cái như ba pha thì mình cái phase angle thì là pha đầu tiên là 0 độ, pha thứ hai là 120 độ và pha tiếp theo là 240 độ, thì nó chỉ khác nhau là như vậy thôi. Về nguyên tắc hoạt động thì cũng như nhau. Thì ứng dụng của cái bộ MMC này á thì về đầu tiên là ứng dụng trong cái SVDC thì cũng khá là được triển khai ở cái nhiều project rồi. Mình sẽ trình bày về những cái project đó như là transmission hoặc là multi terminal. Ứng dụng tiếp theo thì mình hướng nghiên cứu chính của mình là cho cái điều khiển động cơ. Ứng dụng tiếp theo nữa là cho cái bộ power quality improvement, như là có thể nói là STATCOM. Thì cho cái SVDC application là high voltage direct current á, high voltage thường thường mà điện áp mà dưới 1000 V á thì mình gọi là low voltage direct current. Low voltage, còn mà điện áp từ 1000 V, ở đây mình nói là điện áp DC á, điện áp từ 1000 V đến 35000 V á hoặc là 35 kV á gọi là medium voltage. Còn mà trên 35 kV thì mình gọi là high voltage. Thì ở đây á, dự án thì đầu tiên là dự án ở Chaspay, ở nối từ Pittsburgh đến San Francisco thì độ dài là khoảng 83 km. Thì cái
Điện áp DC là 200 kV. Được dự án này thì bắt đầu từ năm 2010. Sau thì có rất nhiều dự án ở các nước khác nhau, thì các bạn có thể nhìn cái công suất và cũng như là cái độ dài của nó. Cái bên tiếp theo là về ứng dụng Starcom. Starcom thì cũng bộ này cũng được triển khai cũng sau cái SVDC thôi. Thì Starcom thì nó yêu cầu là phải dùng full rig. Full rig, cái khóa mỗi cái submodule là phải là full rig như này. Thì có rất là nhiều dự án được triển khai bởi các nhà sản xuất, như là ở Hàn Quốc thì có Hisun. Bên cạnh đó thì trên thế giới có Siemens hoặc là GE. Thì cũng như là DC Voltage và cũng như là Active hoặc Reactive Power nó sản xuất ra để nó bù vào cái lưới. Tiếp theo là cái ứng dụng của cái trong cái điều khiển động cơ, không phải là ứng dụng trong động cơ. Thì ở đây thì mình liệt kê ra là cái này thì là trong cái khoang hoặc là đào dưới cái khoáng sản, hoặc là trong những cái bộ tàu biển. Thì có cái gần đây thì người ta bắt đầu phát triển ra cái gọi là DC electric ship. Thì xong cái DC electric ship á, thay vì người ta sử dụng AC, hồi xưa người ta sử dụng AC thì người ta sử dụng cái DC là một cái bình thường là trong cái DC electric ship á, là khoảng 7000V điện áp trong cái này là 7000V. Thì điện áp khi mà có điện áp DC rồi á, cho để mà điều khiển cái tàu này chạy thì người ta cần cái động cơ gọi là propulsion. Cái động cơ đó thì mình dùng cái inverter. Thì những năm khoảng 5 đến 5 10 năm gần đây người ta dùng MMC để điều khiển cái motor đó. Thì người ta dùng cái điện áp 7000V để inverter ra điều khiển cái động cơ ngay cái này. Bên cạnh đó thì Siemens hoặc ABB cũng đã triển khai MMC cho ứng dụng như là water. Ví dụ như là phân phối nước cho nguyên thành phố hoặc là một khu vực rộng, hoặc là cái này, hoặc là cán thép, hoặc là những cái lĩnh vực khác nhau. Như là tiếp theo là sản phẩm thương mại của MMC được ứng dụng cho cái động cơ. Thì ở đây mình hiện tại bây giờ thì có hai cái sản phẩm thương mại của Benson hoặc là Siemens với cái giải điện áp và công suất như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ trình bày về nguyên lý hoạt động của MMC. Mình sẽ trình bày một cách cơ bản nhất để các bạn có thể hiểu. Thì mình sẽ trình bày lại về cấu trúc của MMC. Thì MMC có 3 pha như thế này. Mỗi pha thì gồm có 2 arm, mà trong mỗi arm thì còn có một cái inductor. Và những cái submodule này được mắc nối tiếp với nhau. Submodule này có thể là half rig, full rig hoặc là cấu trúc như MPC. Thì ở đây thì dựa vào cái kết hợp thì mình có thể tính được là cái upper arm voltage của nó cũng như là lower arm voltage. Thì từ cái hai cái upper arm và lower arm như này thì mình có thể là tính ra được điện áp và output của nó ra tại một pha của như thế này. Cái này thì mình cũng đã trình bày rồi thì mình skip phần này. Thì để điều khiển được cái MMC á thì mình đòi hỏi phải có modulation. Và cái modulation này thì cho cái tùy theo ứng dụng của cái MMC. Ví dụ như là ứng dụng ở điện áp cao á, thì đa số người ta sử dụng cái low switching. Tại vì điện áp cao á, hồi nãy mình quên đề cập là với cái điện áp cao như thế này thì trung bình á, khoảng là hiện tại bây giờ là khoảng 200 cái submodule mắc nối tiếp như này và lại với nhau, thì trung bình một led này là có 400 cái submodule. Thì người ta sẽ dùng cái modulation rất là tần số rất là thấp, khoảng 50 hertz hoặc 60 hertz, khoảng bằng tần số của lưới. Tại vì tần số thấp thì lúc đó tần số đóng ngắt thấp thì tổn hao nó sẽ chỉ là thấp hơn. Còn so với đối với ứng dụng của động cơ á, thì người ta sử dụng tần số cao, tại vì lúc đó thì cái output, cái điện áp nhỏ ra thì TSD nó sẽ thấp, nó tốt hơn. Nên tùy vào cái ứng dụng thì cái modulation, cái là gọi là cái triangular tần số đóng ngắt sẽ khác nhau. Thì hôm nay mình sẽ trình bày về, tại vì ứng dụng của mình là cho cái động cơ thôi, nó sử dụng cái phase shift này, thì mình sẽ trình bày về cái phần sơ lược về trình bày phase shift thế nào. Tại vì có một số điểm lưu ý khi mà sử dụng cái phase shift này cho động cơ. Đầu tiên á là mình
phase shift như thế này thì mình cứ tưởng tượng là đây là cái triangular, mỗi cái triangular này mình đưa vô cái một cái submodule này, triangular tiếp theo á, đưa vô submodule tiếp theo, triangular tiếp theo được thứ ba, thì á cái upper arm này là sử dụng cái này, còn lower arm này sử dụng cái này, tùy theo cái triangular của cái submodule đầu tiên của mỗi cái arm này thì có mình có cái lợi ích khác nhau. Ví dụ hai cái này mà cái góc của nó, ở đây mình có cái góc ở đây nè, nếu cái góc của nó lệch nhau một cái như góc này thì cái output ngõ ra của nó sẽ khác nhau. Ví dụ đơn giản này, ở đây mình có là bốn cái submodule thì ở đây là 0 độ, ở đây 90 độ, ở đây 180 độ, ở đây 270 độ. Thì ở đây cũng nếu mà 0 độ 180, 270 và 240 này thì á cái ngõ ra output của nó chỉ là được 5 bậc thôi. Nhưng mà nếu á mà mình muốn cải thiện số bậc nó lên, ở đây là ví dụ có số submodule là 4 submodule, ở đây được 5 bậc và ở đây là 4 submodule là 9 bậc, thì vào nếu mà mình thay đổi cái góc này thì mình có thể tăng được số bậc lên. Nên về tổng quan khi mà nói về MMC mà mình tính số bậc á, thì mình chỉ 2N cộng 1, đơn giản nhất là 2N cộng 1 là ví dụ ở đây có 4 cái submodule, N là số submodule trên một cái arm, thì là 2N cộng 1 là có 9 bậc. Thì ở đây mình trình bày về một cái bài báo thì người ta phân tích là khi mà mình áp dụng cái, ở đây mà không có cái góc á, góc này bằng 0 á, thì chỉ có 5 bậc thôi. Ở đây là 4 bậc thôi. Ví dụ ở đây là tại vì người ta sử dụng 3 cái submodule này. Ở đây mình có thể đếm là 1, 2, 3, 4 là tại vì 3 submodule lên là 4 bậc. Ở đây thì khác hơn là có 7 bậc. Thì cái này là cái phase voltage. Còn cái này là điện áp line to line. Line to line thì nó 2N cộng 1 của phase voltage. Về cái performance của capacitor á, thì nó như nhau cả. Cái khác nhau về số bậc ở đây á, nếu mà mình ứng dụng cái số bậc này á, thì là cái circulating current nó sẽ giảm, nó sẽ tốt hơn. Khi mà circulating tốt hơn thì là cái tổn hao trên cái dòng điện, tại vì cái dòng điện qua đây nó ít có harmonic hơn thì nó tổn hao nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà bù lại thì cái harmonic, tại vì số bậc thấp hơn mà, nên cái TSD của nó là không tốt bằng cái này. Ở đây thì TSD tốt hơn tại vì số bậc nó nhiều hơn. Tiếp theo là khi mà điều khiển cái MMC này, bên cạnh cái phase shift điều khiển cái mỗi cái submodule này, mình cái quan trọng tới cái phần mà điều khiển làm sao để cân bằng cái capacitor của nó, tại vì mình cũng biết là mỗi cái submodule này, trong mỗi cái submodule này có một cái capacitor này, thì mình phải làm sao để cân bằng cái capacitor này tại một điện áp nhất định. Ở đây là mình ví dụ như là ở đây là VDC, điện áp DC là VDC, ở đây mình sử dụng 4 cái submodule này thì trung bình mỗi cái điện áp của capacitor này là VDC chia 4 thì khoảng là ví dụ ở đây là 200V đi, thì ở đây là capacitor của cái điện áp của này là khoảng 50V, thì mình phải cân bằng điện áp này, cân bằng điện áp của tất cả capacitor này khoảng 50V, tại vì cái này là mình sử dụng electrolytic capacitor. Thì mình trình bày sơ về cái bài báo này, hướng dẫn bài kinh điển của thầy Akagi để điều khiển về cái MMC này để cân bằng cái capacitor. Về chi tiết thì bạn có thể đồng tìm đọc cái bài báo này. Và tiếp theo á, thì khi mà, tại vì lúc mà đầu thì đương nhiên là những cái capacitor này chưa có điện áp, thì làm sao để nạp vào để có điện áp. Ví dụ ở đây là 150V thì chia cho 3, tại vì 3 submodule mà, nên chia cho 3, mỗi cái submodule là khoảng 50V, thì làm sao để sạc cho những cái capacitor này lên 50V bằng nhau. Thì cái bài báo này hướng dẫn như thế nào, thì đây là kết quả test thực nghiệm của mình để làm sao để sạc cho những cái này lên được 50V. Thì ban đầu á, thì chúng ta mà ở đây là nếu mà chỉ có diode không á, khi mà mình không có kích cái IGBT này, chỉ là diode không, thì chúng ta thấy là cái này mắc nối tiếp, 6 cái này mắc nối tiếp với nhau chỉ là 150 chia 6 là mỗi cái chỉ có 25V thôi. Đây là 25V nè, tại vì ở đây điều khiển là không có điều khiển sạc cái switch này, không có điều khiển switch để sạc nó lên 50V. Tại vì 6 cái submodule mắc nối tiếp nhau thì là điện áp nó chỉ 25V. Khi mà áp dụng cái closed loop recharge nó lên á, thì lúc đó cái mình turn on switch này, turn on cái hai cái switch này nó một cách thích hợp á, thì mình có thể sạc lên 50V. Thì lúc đó vào chế độ hoạt động bình thường của nó thì mình sẽ xuất hiện thấy được là cái multi level thế này. Tiếp theo là
mình trình bày cái bộ thí nghiệm mình sẽ sử dụng để làm cái MMC về điều khiển động cơ. Thì thứ nhất là về cái bộ mạch động lực thì mình sử dụng cái 24 cái submodule, thì mỗi cái submodule này gồm có hai khóa và một cái capacitor. Thì 24 submodule này có nghĩa là cho 3 pha thì trung bình mỗi pha thì gồm có 8 submodule thôi. 8 submodule và điện. Cái tại vì mặc dù là ứng dụng cho nó đụng cho điện áp trung thế, nhưng mà tại vì điều kiện của lab nên mình chỉ sử dụng 300V DC. Mình không có thí nghiệm điện áp cao hơn được. Và có mỗi cái điện áp của capacitor này khoảng 75V, tại vì 300 chia cho 4 là 75V. Và cái động cơ, công suất của động cơ này là gồm có 3 kW, tốc độ rated là 1430 RPM. Thì đó là về mặt động lực, nhưng mà về mặt điều khiển á, thì mình sử dụng, tại vì mỗi cái capacitor này đòi hỏi phải có một cái IDC để đọc tín hiệu về á. IDC đọc tín hiệu về, để tại vì mình đọc cái voltage sensor của cái capacitor này để mình điều khiển để cân bằng cái điện áp capacitor mà. Nên mình cần 24 cái IDC. Bên cạnh đó thì tại vì cái này mỗi cái submodule này có hai cái switch, thì mình cần 48 cái BWM. Thì ở đây mình đưa từ cái bộ điều khiển này đòi hỏi phải đưa ra được 48 BWM để điều khiển cái MMC như thế này. Thì bởi vậy thì mình phải cần cái, ở đây thì mình sử dụng cái bộ điều khiển gồm có hai cái, một cái bộ điều khiển này gồm có FPGA và DSP. Thì hai cái bộ điều khiển này mới đủ cái số lượng IDC và cũng như là PWM. Thì hai cái bộ điều khiển này mình dùng CAN để đồng bộ với nhau, tại vì lý do mình sử dụng CAN đó, tại vì nó hai cái bộ này, tại vì trong cái ứng dụng 3 pha thì pha thứ nhất là 0 độ, pha thứ hai là 120 độ, pha thứ ba là 240 độ. Thì mình phải đồng bộ với nhau, mà để đồng bộ thì mình sử dụng CAN để đồng bộ cái việc cho 3 pha đó. Rồi tiếp theo thì về cơ bản về cái hoạt động của nó, thì ở đây mình trình bày về single phase và cũng như là ở đây là 3 pha. Thì ở mặt điện áp thấp á, MA này là modulation của cái amplitude thôi. Còn bên cạnh đó thì có modulation của cái frequency nữa. Ở đây mình tần số mình vẫn giữ là 50 Hz. Nhưng mà chỉ thay đổi cái biên độ của nó, thì khi thay đổi biên độ thì cái số bậc của nó sẽ thay đổi khác nhau. Ở đây là mình sử dụng 3 submodule, thì chúng ta thấy là nó được cao nhất á. Ở đây là 4 submodule nên bậc cao nhất là 9 bậc. Khi mà ở 3 pha điện áp này là line to line, nên là 9 bậc thì là 2N cộng 1 thì là khoảng là 19 bậc ở điện áp line to line. Về cái vấn đề mà về những cái challenge, những cái khó khăn trong cái MMC á, thứ nhất là những cái bài báo mà cũng hướng nghiên cứu chủ yếu là 5 cái topic như thế này. Thứ nhất là về cái vấn đề là thiết kế về cái chọn cái core và cũng chọn cái inductor và cũng như là minimize cái cost và cũng như volume của cái MMC. Thứ hai là về giảm cái circulating current. Thứ ba là tại vì MMC hồi nãy mình cũng thấy là rất là nhiều cái submodule, và trong mỗi submodule gồm có 2 khóa, thì đòi hỏi phải có cái gọi là fault tolerance, là mình lúc mà nó có lỗi gì xảy ra ở cái IGBT hoặc là diode hoặc là capacitor nó có lỗi gì xảy ra, thì lúc đó mình phải có cái trường hợp dự phòng để có thể, ví dụ động cơ nó có thể chạy tiếp, hoặc là cái mình không thể nào mà dừng cái động cơ ngay lập tức lúc đó được, tại vì có một số cái ứng dụng đòi hỏi động cơ phải chạy liên tục, thì lúc đó cái fault tolerance này cũng là một cái hướng nghiên cứu. Tiếp theo là cái cân bằng cái capacitor của nó. Cái cuối cùng là hướng nghiên cứu chính của mình thì là trong động cơ á, khi mà trong động cơ đòi hỏi tốc độ nó phải chạy từ 0 độ đến rated speed của nó, thì đối với ứng dụng của MMC này, đối với động cơ á, thì là tại tốc độ rất là thấp thì capacitor voltage của nó, cái fluctuation, cái ripple của cái capacitor voltage nó rất là cao. Tại vì mình sẽ trình bày rõ hơn ở slide tiếp theo là đây, slide này. Thì ở đây cái công thức thì mình sẽ không có chi tiết tại vì giới hạn về thời gian. Về tổng quan thì
Đây tại mình ví dụ về trường hợp mà khi mà điều khiển cái động cơ ở tốc độ thấp đi, thì là cái này là power, cái power trên một cái arm cũng như là sinh ra năng lượng này tùy vào cái năng, tại vì tốc độ thấp á, cái dòng điện qua đây là theo cái tốc độ, theo khi mà điều khiển tốc độ thấp thì cái gọi là fundamental, cái tần số cơ bản của cái dòng điện này nó phụ thuộc vào tốc độ này. Không, khi mà tốc độ này là đạt đến mức á, là thì tần số ở đây là ví dụ là 50 hertz. Nhưng mà khi mà tốc độ ở đây là khoảng là 10 ABM đi, thì tần số qua đây chỉ là khoảng là không chấm mấy hạt thôi. Thì mà tần số qua đây thấp á, thì nó làm cho cái năng lượng này nó biến độ nó cao với lại tần số thấp, thì là làm cho trên cái capacitor trên này cái ripple nó rất là cao. Thì mình có tính ra được cái công thức chung của nó như này, là từng cái capacitor ripple trên cái ripple của capacitor này nó tỷ lệ nghịch với lại là tốc độ, nhưng mà là tỷ lệ thuận với lại là dòng điện. Có nghĩa là khi mà mình điều khiển động cơ mà cái rated torque, cái full torque luôn á, ở cái tốc độ thấp á, thì rất là nguy hiểm. Tại vì lúc mà full torque luôn là dòng điện rất là cao, nhưng mà tốc độ thấp á, thì cái capacitor này rất là, nó sẽ vượt quá định mức, vượt quá cái định mức của cái capacitor của cái nhà sản xuất. Thì ở đây ví dụ như là công thức đơn giản với cái công thức này, thì mình có với cái thông số mà điện áp DC lên là 7000V với cái 4 submodule capacitor, cái capacitance của cái submodule capacitor thì như thế này, và điện áp cái rated thịt tại cái điểm rated thịt thọt á, thì cái dòng điện là khoảng 212A. Thì mình tính được là với cái mình vẽ ra được cái graph như thế này. Đối với cái trong cái MMC người ta sử dụng cái electrolytic capacitor, nhưng mà mình theo mình biết theo mình tìm hiểu á, thì cái electrolytic capacitor này ví dụ mình thường thường người ta recommend tại hoạt động tại cái điện rated rated voltage, ví dụ cái capacitor này là khoảng là 100V đi, thì rồi người ta recommend là hoạt động thì rated voltage là khoảng 100V, thì người ta chỉ cho phép hoạt động maximum của nó tới là 110V, là một khoảng là 10% hơn cái rated của nó. Thì ở đây mình tính được là khi mà 10% á vượt quá được tới cái điểm 10% là maximum của nó là 110V á, thì là chỉ được 15 hạt thôi. Nhưng mà khi mà động cơ nó chạy xuống thấp hơn 15 hạt thì là cái này nó cái capacitor ripple cái này á nó cao quá, thì mình lúc đó thì cái performance của động cơ cũng như là cái MMC nó không có được ổn định nữa. Thì từ cái này người ta mới đưa ra những cái phương pháp khác nhau để làm sao để giảm cái ripple này. Ở đây thì mình mô phỏng tại 6 hạt, cái động cơ tại 6 hạt cái ripple rất là cao, khoảng 21%. Ở đây là kết quả thí nghiệm, thì mình cũng sau là kết quả thí nghiệm khi mà tần số nó giảm xuống ở đây là 50 Hz, thì chúng ta thấy là nó bình thường, tại vì ripple rất là không có vấn đề gì hết, tại vì rated frequency mà. Khi mà tần số giảm 35 Hz thì bắt đầu là cái ripple nó bắt đầu tăng lên, khi giảm xuống nữa khoảng 20 Hz á thì bắt đầu tăng, khi mà giảm khoảng 12.5 Hz thì ripple chúng ta thấy là khoảng ở đây là khoảng 25V, mà điện rated của nó chỉ là 50V thôi, hơn cả 10% nữa. Nhưng khi mà chúng ta giảm khoảng một một hạt á thì rất là nó gần như là không thể nào điều khiển được, tại vì khoảng 12.5 Hz chúng ta thấy là ripple cao thế này, cái TSD hay là cái performance của current nó bị distorted, nó không có giống sinusoidal như thế này. Thì có rất là nhiều phương pháp, thì đầu đầu tiên là cái ứng dụng về giải thuật, tiếp theo là đưa ra những cái cấu hình mới về giải thuật. Thì người ta không có một cái phương pháp, đầu tiên là người ta tìm cách giảm cái capacitor đó bằng cách là không có điều khiển cái multilevel này output của nó, mà cái dạng là đa bậc nữa, mà người ta làm cho nó thành có gần như là hai bậc luôn. Thì lúc đó thì cái ripple trên này nó thấp hơn, nhưng mà nó có nhược điểm là tại vì cái này đa bậc này đòi hỏi phải sức đa bậc để TSD nó tốt hơn, nhưng mà cái này chỉ có hai bậc thôi, nên nhược điểm của nó là TSD nó cao. Bên cạnh đó thì phương pháp mà nổi tiếng nhất vẫn là phương pháp được đề xuất năm 2010, thì cái người ta inject cái người ta đưa vào cái tầng điện áp cũng như là tần số cao để làm để giảm giảm cái capacitor đó. Thì mình sẽ cần trình bày cái này rõ hơn, tại vì cái này khá quan trọng. Khi mà bình thường như này, khi mà chưa có cái inject cái high frequency này á, thì cái công suất
cũng như là cái năng lượng trên đây nó với tần số như này, chúng ta thấy như với tần số này thì nó làm cho cái ripple capacitor rất là cao, tại vì capacitor voltage của nó thì tỷ lệ với lại là energy. Nhưng mà khi mà chúng ta inject cái high frequency này vào á, vào đây bằng cái mình cái hình xanh dương như thế này, khi mà chúng ta inject cái voltage với cái tần số cao vào đây thì cái công suất này được cái tần số của cái công suất này cao hơn bình thường là 1 hertz, nhưng mà khi chúng ta inject này khoảng là trung bình là khoảng 1/10 của tần số đóng ngắt. Tần số đóng ngắt là 2 kí thì chúng ta inject là 100 hertz, thì nó cái tần số nó nhanh hơn. Thì khi mà tần số này nhanh hơn thì năng lượng cái omega của cái energy nó nhanh hơn. Khi mà cái omega của energy nó nhanh hơn thì nó làm cho cái capacitor nó charge và discharge với tần số cao hơn so với bình thường. Khi mà charge và discharge với tần số cao hơn thì đương nhiên là cái ripple nó sẽ giảm. Thì mình sẽ giới thiệu một số bài phương pháp đã có, thì những phương pháp đó mình cũng đã mô phỏng những phương pháp đó và dựa trên những cái thông số như thế này. Phương pháp đầu tiên là hồi nãy mình đã trình bày là cái inject cái frequency, high frequency. Nếu mà không có inject thì chúng ta có thể thấy là cái capacitor ripple này rất là cao. Nó ảnh hưởng tới cái performance của output current. Khi mà inject vào á, thì cái ripple nó rất là thấp, khoảng 35V thôi. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm á, tại vì mình inject cái voltage và current vào á, nên cái dòng điện nó cao hơn so với bình thường. Ở đây là mức chỉ 80V. À, dòng điện cao nhất chỉ 80V và cái này 234V, thì lúc đó mình đòi hỏi mình phải thay đổi cái rated current của cái IGBT. Nhưng bên cạnh đó thì cái tại vì mình inject voltage vào á, nên cái đầu phía mà điều khiển động cơ nó có một cái gọi là common mode voltage nó xuất hiện. Trong điều khiển động cơ thì trong cái ứng dụng của động cơ thì common mode voltage này không có tốt, tại vì khi mà common mode voltage này cao á, nó sẽ làm cho cái pairing current sinh ra cao hơn, nó không tốt cho động cơ. Bên cạnh cái việc mà hồi nãy mình trình bày là chỉ là về control thôi, thì bên cạnh những cái đưa ra những cái phương pháp về điều khiển á, thì người ta cũng đưa ra những cấu hình. Thì bên thứ nhất là chỉ nối thêm cái capacitor như này thì á, có thể làm giảm cái ripple của capacitor voltage này, đồng thời cái common mode trên cái động cơ này không có tăng. Thì đây là một bài trình bày về vấn đề đó. Thì bằng cách có nghĩa là khi mà điều khiển 3 pha, cái power của cái này với power của lower arm á, nó nghịch nhau, thì người ta dùng cái capacitor này để trao đổi cái power giữa trên và dưới. Thì trao đổi giữa trên và dưới thì nó cân bằng cái power. Thì lúc đó thì cái capacitor ripple này nó sẽ không có ripple cao nữa, tại vì lúc mà mình trao đổi giữa hai trên này, đồng thời mình cũng điều khiển nó ở tần số cao á, nên nó ripple, cái capacitor này được charge và discharge với tần số đóng ngắt rất là cao. Thì tiếp theo á, nhưng mà cái capacitor này, cái cấu hình này khi mà ứng dụng với lại điện áp cao hơn á, thì đòi hỏi người ta phải thay đổi cái capacitor này với cái điện áp cao hơn. Nhưng mà lúc đó thì thông số nhà sản xuất thì chỉ là capacitor thì theo mình biết thì là khoảng 3000 hay là khoảng 4000V thôi. Nhưng mà khi mà ứng dụng với điện áp cao hơn khoảng 30 kV thì cái capacitor này thì khó mình không đáp ứng được, thì người ta đề xuất ra cấu hình là modular bằng cách nối tiếp những cái này lại. Mình thay thế capacitor đó thì mình cũng có cấu hình. Về performance á, thì nó như nhau, nó không khác gì, chỉ là khác về cái thay thế cái capacitor bằng cái này. Bên cạnh đó thì có cấu hình về nối sao và cũng nối delta. Thì khác biệt thì mình sẽ nêu rõ trong đây. Cấu hình này khác với cấu hình này là ở đây người ta sử dụng half bridge, mà ở đây người ta sử dụng full bridge. Thì cái cấu hình này so với cấu hình này thì là giảm cái được cái số capacitor, còn cấu hình này so với hai cấu hình kia thì giảm được cái current trên cái dòng điện trên cái này, nhưng mà nó lại làm tăng cái số lượng cái submodule đòi hỏi cho cái brand này. Bên cạnh đó thì người ta cũng đề xuất ra những cái cấu hình mà trao đổi năng lượng giữa ba pha, giữa pha A, pha B và pha C bằng cái cấu hình người ta sử dụng cái isolated transformer cũng như là full bridge này.
Cấu hình này cũng tương tự như vậy. Cấu hình này thì người ta trao đổi năng lượng giữa cái submodule đầu tiên của cái upper arm và cái submodule đầu tiên của cái lower arm qua cái isolated transformer. Thì cấu hình này so với cấu hình trên thì nó khá là phức tạp, và cũng như là cái cost thì cũng cao hơn. Nhưng mà cái cấu hình này thì nó cũng đảm bảo là cái cấu hình này này nó có một cái khuyết điểm là cái current chest trên cái tất cả cái dòng điện này mà khi chạy qua những cái switch này rất là cao, thì lúc đó mình đòi hỏi cái chọn linh kiện mà cái rated current nó cao hơn. Nhưng mà có cấu hình này thì tại vì nó trao đổi giữa ba pha này tốt hơn nên cái dòng điện chạy qua những cái component này nó không có cao so với cấu hình này. Tiếp theo, có bên cạnh đó, hồi nãy mình có trình bày về công thức này, khi mà cái năng lượng trao đổi, nó năng lượng mà của cái capacitor nó dao động, nó phụ thuộc, nó được trình bày công thức này. Tại hồi nãy mình trình bày là cái capacitor voltage nó phụ thuộc vào cái khi mà cái tần số mà rất là thấp hoặc với lại rated thọc á, thì capacitor voltage rất là cao. Thì làm sao để giảm cái capacitor voltage này? Thì chúng ta có thể giảm cái VDC này xuống, làm giảm cái điện. Có một số nghiên cứu thì bằng cách giảm cái VDC này luôn. Thay vì mình trước giờ mình cứ nghĩ nó để nó cố định khoảng 7000V để điều khiển động cơ này tốt, nhưng mà người ta bằng tìm cách là giảm cái average, cái điện áp trung bình này xuống để làm giảm cái capacitor voltage này. Tùy vào cái giả speed của này hoạt động, thì ở đây có hai cấu hình tìm cách giảm cái điện áp trung bình đó. Tiếp theo là người ta chèn vào một cái new topology, new một cái submodule mới vào ở giữa ngã này. Ở đây thì nếu mà mình bỏ cái quay này ra thì mình nó giống một cấu hình bình thường với cái output là ABC này. Khi mà chèn vào, chỉ là khác biệt là chèn vào này vào giữa đây thôi, thì nó làm cho cái capacitor voltage này nó giảm xuống. Khi mà điều khiển ở tốc độ thấp thì capacitor voltage nó vẫn không có ripple của này không có cao. Tương tự như vậy, cấu hình này nó cũng vậy. Nãy giờ mình trình bày là cái phần về làm sao để giảm cái capacitor này. Thì tiếp theo thì có một cái bài mình cũng đã đề xuất là so với hai cấu hình này á, thì mình đề xuất một cấu hình khác. Thì cái switch của cấu hình này chỉ có, so với bài đầu tiên á, thì là bài đầu tiên người ta sử dụng 6 switch, bài tiếp theo sử dụng 8 switch và hai cái capacitor. Mình đề xuất cái bài và mình đã đề xuất một bài là 4 cái switch và một cái capacitor. Thì đương nhiên là về cost cũng như là cái power loss nó sẽ giảm hơn. Về performance á, thì nó giống với hai cái bài này. Thì về nguyên lý hoạt động, khi mà mình chèn vào cái sập, chèn cái này vào giữa ngay đây á, thì đòi hỏi cái phần điều khiển mình cũng phải thay đổi. Bình thường mình phải bình thường nó chỉ có cái fundamental với VDC thôi, nhưng mà ở đây mình chèn thêm cái high frequency voltage ở đây. High frequency voltage thì là cái khúc này mình chèn vào khúc này, đồng thời cái submodule này mình cũng điều khiển ở cái high frequency voltage luôn ở đây, bằng điểm biểu thị bằng hai cái màu xanh dương này đây. Thì ngay lúc đó thì mình tìm cách để làm cho cái power này á nó được dao động ở tần số cao. Khi mà power dao động tần số cao thì năng lượng được dao động tần số cao, mà năng lượng thì tỷ lệ với lại là capacitor voltage, thì năng lượng dao động ở tần số cao thì làm cho cái capacitor voltage nó chạc, nó nạp và xả ở cái tần số rất là cao, thì lúc đó thì ripple của capacitor nó thấp hơn. Thì về nguyên lý hoạt động là chỉ như vậy. Thì tiếp theo mình trình bày về cái phần thí nghiệm. Điện áp ở đây là khoảng điện áp VDC là 200V. Cái số submodule là 4. Thì 4 submodule trên 1 arm. Thì ở đây là 3 pha thì nó có 6 arm, thì khoảng 24 submodule. Thì ở đây là khoảng 50V. Capacitor voltage là 50V. Thì phương pháp truyền thống là MMC truyền thống á, ở đây là mình điều khiển tại 12.5Hz. Thì MMC truyền thống khi mà hoạt động tại 12.5Hz á, thì cái ripple của capacitor nó là khoảng 27.5V, nó không thể nào giảm xuống được, hoạt động ở tần số thấp hơn được nữa, tại vì lúc đó thì ripple này rất là cao và ảnh hưởng tới cái, nó distorted cái current này. Ở đây 27.5V thì chúng ta thấy là cái current này gần như bị distorted.
cái phương pháp mà đề xuất đó thì nó giảm được cái, tại vì mình inject cái tần số, cái high frequency mà, nên cái so với cái phương pháp truyền thống đó, thì ở đây có high frequency xuất hiện ở đây, nó làm nó sạc và nạp và xả cái tụ này ở tần số cao, nên nó giảm giảm cái biên độ ripple này xuống hơn. Ở đây chỉ có 7.5 V, thì tần số thấp hơn là khoảng 5 Hz á, thì nó vẫn đảm bảo cái ripple của này vẫn giữ dưới 10% của cái rated voltage. Về so sánh về tổn thất so với những cái cấu hình này á, hai cấu hình này thì mình trình bày ở cái hình như thế này, thì tổn thất thì cái repulse là cái này, thì tổn thất thì nó vẫn thấp hơn so với hai cấu hình kia, tại vì cái số lượng switch nó thấp hơn mà. Tiếp theo là thay đổi tải, thì đòi hỏi thì nó đáp ứng phải thay đổi được, đòi hỏi là cái capacitor, cái voltage của ripple này nó phải nằm trong vùng khoảng 10% khi mà tải từ thay đổi, thì đây nó vẫn đáp ứng được điều kiện đó. Tiếp theo là nãy giờ là trình bày về phía inverter, có nghĩa là bên phía động, cái MMC này hoạt động đưa ra cái kết nối với lại cái tải RL để đưa ra cái dòng điện 3 pha, thì cái mô hình đó cũng được ứng dụng, thì mình cũng chạy mô phỏng trong cái khi kết nối lên lưới, thì nó vẫn đảm bảo khi mà kết nối vào lưới thì đầu tiên là cái lưới mà cân bằng, thì cái ripple của cái capacitor này vẫn khoảng là 4.5 V thôi, nó vẫn thấp hơn là khi mà vượt quá 55 V này là không được, tại vì hơn 10% thì nó vẫn đảm bảo trong cái vùng an toàn. Khi mà cái lưới mà mất cân bằng, ví dụ ở đây mình pha xe đi, nó bị biên độ nó mà giảm xuống thì nó mất cân bằng như thế này, thì điện áp của cái ripple của này vẫn nằm trong vùng an toàn. Tiếp theo là một cái đề xuất khác, thì hồi nãy mình có trình bày về cái phần cấu hình này, người ta gọi là flying capacitor MMC, cấu hình bình thường gọi là MMC, nhưng mà tại vì gắn thêm cái capacitor này, người ta gọi cấu hình này là flying capacitor MMC, gắn các capacitor này để cân bằng cái năng lượng giữa upper arm và lower arm để làm giảm cái capacitor voltage ripple. Thì từ cái cấu hình này thì mình cũng đã trình bày, mình đã trình bày hai cái, đưa ra hai cái repulse, cái phương pháp làm sao, tại vì cấu hình này người ta có một khuyết điểm là cái dòng điện qua cái này rất là cao, dòng điện qua này cao nó làm tăng cái core và cái core của inductor này, cũng như là cái voltage jet của capacitor này rất là cao. Bên cạnh đó thì cái khi mà lựa chọn rated current của IGBT này cũng phải cao hơn, thì mình đề xuất một số phương pháp để làm giảm cái current đó. Thì hai bài đó thì có thể tổng quan, thì có thể tóm gọn như thế này. Về phương pháp cổ điển á, phương pháp mà người ta áp dụng cho cái cấu hình này á, thì là cái này. Đầu tiên người ta tìm cách làm giảm cái capacitor voltage ripple này nhỏ nhất có thể. Chúng ta thấy là ripple này gần như là khoảng rất là thấp, ở đây là rated, thì người ta tìm cách giảm xung quanh cái rated đó thôi. Thì dòng điện với điện áp này tại vì được inject cái high frequency voltage và current mà, nên năng lượng này dao động với tần số cao. Đề xuất thứ nhất thì mình tìm cách là khác biệt với này á, thì thay vì mình tìm cách giảm ripple nó càng thấp càng tốt, thì mình làm cho ripple nó lớn hơn một tí, nhưng mà nó vẫn đảm bảo trong cái vùng an toàn là thấp hơn cái 10% đó. Khi mà thấp hơn 10% đó, cái ripple này được mở ra khoảng 10% á, thì dòng điện mà mình inject vào á, nó không có cao hơn so với phương pháp này. Thì dòng điện không có cao hơn thì đương nhiên là cái dòng điện qua cái IGBT với lại là cái inductor nó sẽ thấp hơn. Cái tiếp theo mình trình bày một phương pháp khác, thì phương pháp này thì là người ta tìm hai phương pháp này thì tìm cách điều khiển cái average, cái giá trị trung bình của capacitor tại cái rated voltage của nó. Nhưng mà phương pháp này á, tại vì trong động cơ mình cũng biết là nó hoạt động tại những tốc độ khác nhau, khi mà tốc độ đỉnh mức á, thì lúc đó cái bộ biến đổi công suất thì phải được yêu cầu là phải đưa ra cái amplitude, cái output voltage, cái amplitude nó phải ở đỉnh mức, nhưng mà ở cái tần số thấp hơn, với không phải là tần số thấp hơn là mà khoảng là nửa tải đi, khoảng mà mình hoạt động ở tốc độ khoảng là
50% của tốc độ định mức đi, hoặc là 30% hoặc là 10%, thì cái amplitude của cái output, amplitude của cái bộ converter đó đương nhiên là phải thấp hơn cái amplitude khi mà cái output này á, cái amplitude của nó thấp hơn á, thì mình không cần đòi hỏi tất cả các submodule này điều khiển tại rated voltage của nó. Thì do đó cái phương pháp này mình làm giảm cái điện áp, thay vì điện áp trung bình nó hoạt động tại rated thì mình giảm cái average của nó thấp xuống hơn. Khi mà cái average này thấp xuống hơn á, thì cái ripple này mình có thể được tăng hơn nữa. Cho dù tăng hơn thì nó vẫn đảm bảo dưới cái an toàn. Thì khi mà ripple này được tăng hơn thì cái dòng điện mình inject vào voltage và cũng như là current high frequency này á, nó nhỏ hơn. Khi mà nhỏ hơn thì nó tốt cho phía cái current stress trên cái IGBT và cũng như là inductor nó giảm hơn. Thì đây là cái điều khiển của cái cấu hình MMC. Cấu hình khi mà điều khiển này thì nó hơi khá phức tạp, là tại vì một cái submodule này á cần phải có một cái vòng điều khiển PI. Thì tương tự như vậy thì ở đây có 24 cái submodule thì đòi hỏi phải 24 cái PI controller. Bên cạnh đó thì mỗi cái half-arm này, mỗi cái này đòi hỏi phải là một cái controller nữa, thì trung bình là khoảng là 12 cái controller. Và cái tổng ở cái bậc cao hơn thì cái này chỉ là một controller dùng cho 3 pha luôn. Bên cạnh đó thì mình phải sử dụng, tại vì điều khiển động cơ nên mình áp dụng là vector control để điều khiển động cơ nó tốt hơn. Mình cũng sử dụng VGF nhưng mà ở đây mình sử dụng vector control. Ở phần trình bày này mình trình bày về vector control. Thì so với hai phương pháp hồi nãy mình trình bày là hai phương pháp này, thì phương pháp này tốt hơn là về cái giảm của dòng điện thì nó sẽ khoảng 69.2% so với phương pháp cũ. Dòng điện nó cũng giảm qua cái upper arm và lower arm thì nó giảm 42.4%. Bên cạnh đó, tại vì cái vùng an toàn này của mình là mình chọn là rated, còn vùng an toàn của này là maximum. Mình có thể chọn cái vùng an toàn này là maximum, nhưng mà mình muốn nó an toàn hơn nên mình chọn cái mức độ cao nhất của nó là rated như này. Nên so với hai phương pháp này thì maximum voltage của này thấp hơn hàng này, tại vì cái vùng an toàn của nó thấp hơn. Nên cái phần ưu điểm này, cái voltage stress trên cái IGBT nó cũng thấp hơn so với hai phương pháp này. Về tại vì mình tìm cách giảm cái current stress trên IGBT, cái dòng điện đi qua cái này, nên cái power loss đương nhiên nó phải thấp hơn so với phương pháp truyền thống, trong đó gồm có conduction loss và cũng như là switching loss của IGBT. Ở đây mình khi mà tính toán tổng thất này thì mình sử dụng con Infineon khoảng 3300V là 450A. Mình sử dụng phần mềm là Pacing Thermal Model để tính toán cái tổn hao. Về thực nghiệm thì ở đây thì là cấu hình này là ngay đây nè. Ở đầu này thì mình chỉ sản xuất desilin khoảng 300V để điều khiển động cơ. Ở động cơ thì mình sử dụng tải để tăng tải hay giảm tải, mình sử dụng RL khi qua động cơ PMSG thôi. Cái này hồi nãy mình đã trình bày về phần tổng quan về thực nghiệm, tổng quan về cái power circuit của nó rồi, nên mình sẽ qua phần kết quả. Ở đây thì mình desilin là 300V, thì điện áp trung bình của mỗi cái capacitor này khoảng 75V. Công suất động cơ là 3kW. Thì so với phương pháp truyền thống á, tại mình phải verify tại tốc độ thấp. Ở đây là khoảng 150 RPM, tốc độ định mức của nó là 1430 RPM. Ở đây là khoảng 10 hệt, không, khoảng 5 hệt, 10% của 50 hệt là khoảng 5 hệt, là 150 RPM. Thì output current thì vẫn giống nhau, tại vì đòi hỏi tải như nhau mà. Tải định mức thì là output current là khoảng là 10, định của nó là khoảng là 16 ampere. Thì current, cái capacitor voltage ở phương pháp truyền thống người ta làm tìm cách giảm chỗ này càng nhỏ càng tốt, thì phương pháp của mình á, thì làm cho nó ripple, nó có ripple nhưng mà vẫn thấp hơn so với phương pháp vẫn thấp hơn cái maximum của capacitor. Thì nhờ vào vậy thì cái current qua cái
cái IGBT qua cái arm và cũng như qua cái inductor nó thấp hơn khoảng chừng này, giảm được khoảng 23 đến so với AC circulating current và 14% so với cái dòng điện qua cái H-arm. Tiếp theo thì khi mà tốc độ mà tăng khoảng 300 RPM là khoảng 10% của 50 Hz á, thì performance nó vẫn là vẫn đảm bảo dưới cái maximum của nó. Bên cạnh đó thì mình có thấy là dòng điện nó giảm rõ rệt hơn. Thì tổn hao nữa, cũng như là gọi là power loss, thì nó sẽ thấp hơn so với phương pháp truyền thống. Thì đến phần mà mình phải verify cái này ở cái chế độ là gắn tải, khi mà mới đầu hoạt động ở chế độ không có tải là ở chế độ động cơ, lúc đó động cơ hoạt động ở 150 RPM, ở không tải là khoảng là mình mất cái định mức, định mức của nó là 19 Nm. Thì mình tại cái điểm này mình gắn full tải vào thì tôi thấy là dòng điện tăng lên, cũng như là tốc độ vẫn đảm bảo, phương pháp đề xuất thì tốc độ nó vẫn đảm bảo cái lọc độ vọt lỗ, độ undershoot thì nó vẫn không có đáng kể. Thì tại điểm này chúng ta thấy là cái, tại vì mình đề xuất là chọn cái capacitor voltage, mình đề xuất là làm sao để tìm cái điểm tối ưu của cái này. Thì ở đây là khi mà tải thay đổi á, thì cái capacitor voltage này nó mới đầu là nó chọn cái hình màu xanh dương, khi mà tải thay đổi thì nó nhảy sang màu đỏ là như thế này nè. Thì cái capacitor voltage này là điều khiển xung quanh cái vùng này, cái đỉnh của này vẫn thấp hơn so với cái maximum. Thì tiếp theo là tiếp bên cạnh đó thì người ta cũng phải đòi hỏi là phải verify cái động cơ này khi mà chạy ở tốc độ không zero speed hay là standstill tới rated speed là 1430 A, thì nó vẫn đáp ứng tốt, và cái điện áp trung bình của capacitor này, tại vì mình đề xuất giải thuật để tìm kiếm cái điểm tối ưu này, thì nó bắt đầu nó thay đổi tùy vào cái tốc độ speed của nó. Về dựa trên vậy thì cái current á, qua cái current stress qua cái IGBT nó sẽ được tối ưu hơn. Bên cạnh đó, bên cạnh cái việc giảm cái current stress thì cái này nó cũng đưa ra một cái tốt hơn là cái so với phương pháp truyền thống á, thì cái TSD của nó tốt hơn ở tại tần số, tại tốc độ thấp thì TSD nó cũng được improve hơn. Thì bài thuyết trình của mình thì nó hơi nhiều nên không có trình bày rõ ràng và chi tiết được, nên mình tóm tắt cái bài thuyết trình của mình là: đầu tiên thì mình trình bày một số ứng dụng của nó, thì gồm có SVDC High Voltage Direct Current, tiếp theo là STATCOM là để improve cái power quality, tiếp theo là phần chủ đề chính của mình là điều khiển về động cơ. Thì tiếp theo sau đó thì mình trình bày về nguyên lý hoạt động của nó. Nguyên lý, trong cái phần trình bày nguyên lý hoạt động của nó thì mình trình bày một, mình có reference một số bài báo kinh điển, thì bạn nào mà muốn tìm hiểu thì mình nghĩ nên đọc theo về những cái bài báo đó. Về phần tiếp theo là về survey và những cái phương pháp existing, thì mình cũng trình bày cái challenge của cái tại với đối với cái ứng dụng của MMC tại cái cho cái điều khiển động cơ tại tần số zero speed và cũng low speed. Thì mình cũng trình bày là tại sao tại cái điểm đó thì capacitor voltage 2 cao. Tiếp theo là một số phương pháp truyền thống hoặc là phương pháp dạo gần đây người ta đề xuất ra để giảm cái capacitor voltage đó. Tiếp theo thì mình trình bày một số phương pháp mà mình đề xuất. Xin cảm ơn mọi người là mình đã kết thúc phần trình bày của mình. Ok. Dạ, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều về phần trình bày rất là hay về các bộ overview về các bộ biến đổi đa bậc, cũng như là cái cấu hình cái bộ đề xuất của anh. Thì sau đây chúng ta sẽ move sang phần Q&A. Thì chúng ta có câu hỏi từ thầy Bình cũng làm về các bộ đa bậc này ở Đại học Sư phạm Huế. Thì thầy muốn là trao đổi trực tiếp với diễn giả thì có thể là on microphone và đặt câu hỏi. Cảm ơn chị. Đầu tiên là cảm ơn sự trình bày của anh Dũng. Thì mình sẽ có một vài câu hỏi muốn trao đổi thêm thôi. Thứ nhất là mình muốn biết là hỏi thì là Dũng đã có sự đánh giá hay so sánh
giữa cái cấu hình MMC này với các cái cấu hình khác, chẳng hạn như so sánh về hiệu suất này, so sánh về cái gọi là performance control ấy, chẳng hạn giữa MMC với cấu trúc như là mới, những cấu trúc mới sau này chẳng hạn như là Nested Neutral Quadrant chẳng hạn. Bởi vì mình theo mình thấy thì thấy cái với cái cấu trúc MMC ấy, thì ứng dụng rất nhiều trong cái HVDC thì có rất là nhiều, nhưng mà trong cái medium driver ấy, thì nhất là cái phần thiết kế về cái phần điều khiển và phần thiết kế về các cái bộ BKM á, thì nó khá phức tạp. Đấy. Cho nên nó không biết là dùng được có một cái sự so sánh giữa cùng với một cái công suất không, thì giữa cái hiệu suất và cái chất lượng cái robot performance giữa cùng của các cấu hình đấy là như thế nào. Đó là cái câu đầu tiên mình muốn dùng giải đáp thêm. Cái thứ hai là trong cái phần, một trong cái challenge của cái thằng MMC này á, đó là cái security control ấy, current ấy. Thì trong cái phần trình bày của Dũng á, thì mình chưa thấy rõ lắm là cái hầu hết Dũng trình bày các phương pháp về giải quyết cái challenge về unbalanced capacitor voltage là nhiều hơn, thì không biết là cái phần cái security control này, current này á, thì nó sẽ được giải quyết như thế nào và nó ảnh hưởng nhiều như thế nào đến cái hệ thống. Một câu hỏi cuối cùng á, muốn hỏi là trong cái phần điều khiển á, thì mình thấy là dùng chủ yếu là dùng nói đến điều khiển về các cái các phần về modulation á, còn điều khiển của chính á, thì vẫn dùng các cái như là PI hoặc là LVC chẳng hạn, thì dẫn đến là trong cái điều khiển đấy sẽ có hai phần điều khiển của cái phía trước là FLC và điều khiển thứ hai điều khiển của PWM chẳng hạn, thì nhận đến cái cấu trúc của nó về điều khiển cũng như cấu trúc về cái phần cứng á, nó có vẻ mình thấy có vẻ phức tạp, thì không biết Dũng có xem xét một số cái phương pháp mới người ta dùng sau này chẳng hạn như là sum of square decomposition á, hoặc là cái phương pháp về MPC chẳng hạn bây giờ sau này á, để tức là người ta có thể kết hợp giữa cái điều khiển phía trước này, đồng thời làm luôn cả cái phần là giải quyết luôn cả ba cái vấn đề đó là unbalanced capacitor voltage, rồi khối modulation và cộng với cái circulating current luôn. Đấy, thì không biết là Dũng có cái đánh giá nào so của cái phương pháp sau này so với cái trước đây. Xin thế được. Thì trước nhất thì em xin cảm ơn cái phần câu hỏi của anh Bình. Thì câu hỏi đầu tiên là về so sánh cái bộ trong cái ứng dụng của medium cái điện áp trung thế đối với ứng dụng động cơ á, thì Nhân Bình làm về cái multi level thì cũng biết là rất là có nhiều cấu hình khác nhau, như cơ bản nhất vẫn là MPC. Thì tại vì cái cấu hình của cái so với những cấu hình đó thì cấu hình của thằng MMC này á, tại vì nó là mắc nối tiếp những cái sub module này. Thứ nhất là nó có ưu điểm về modular. Thì điều khiển thì mình nhìn cơ bản thì nó khá là phức tạp, nhưng mà tại vì nó là cấu trúc modular, khi mà extend những cái submodule này thì đương nhiên nó sẽ dễ hơn. Về so sánh và như cái nãy anh Bình đề cập là về giải công suất của cũng như là điện áp hoạt động của nó, thì so với những cái bộ truyền thống thì cái bộ MMC này chủ yếu là sử dụng ở tần số điện áp và cũng như là công suất cao hơn so với những cái bộ mà MPC hoặc là 3 bậc, 5 bậc hoặc là 7 bậc như em tìm hiểu. Thì một số bài báo thì em cũng đã nó cũng đánh giá về cái hiệu suất cũng như là cái công suất cái giải công suất hoạt động nên áp dụng cho MMC hoặc là những cái bộ multi level khác nhau. Thì thường thường thì em theo quan điểm của em thì nghĩ thì là cái MMC này sử dụng cho động cơ á, thì thường thường so với những cái bộ mà truyền thống thì khoảng là dưới khoảng 7.000V hoặc 11.000V, 11.000kV, thì em nghĩ MMC, hiệu suất của MMC nó sẽ không tốt bằng so với những bộ đó. Nhưng mà khi mà ứng dụng với những cái điện áp cao hơn khoảng là 20kV hoặc là trên đó nữa thì em nghĩ là hiệu suất của MMC này em nghĩ là khá là tốt, tại vì lúc mà bên cạnh hiệu suất thì cái modular, cấu trúc modular của nó sẽ cải thiện hơn. Tại vì dựa vào cấu trúc modular này thì khi mà từng điện áp tăng lên thì mình dễ lắp ráp và cũng như là cấu hình nó đơn giản hơn so với những cái bộ mà MPC. Khi mà MPC mà lên số bậc cao hơn, hoặc là tại vì
mình phải đòi hỏi số bậc cao hơn để hoạt động ở điện áp cao hơn để giảm cái DV trên cái DT. Nếu không mình phải mắc cái những cái switch đó mới nối tiếp với nhau, thì nó có ưu điểm như vậy. Thì cái đó là theo quan điểm của em đánh giá, thì khoảng điện áp khoảng 10-11 kV trở lên thì em nghĩ ANC nó sẽ tốt hơn so với những bộ kia. À, câu hỏi thứ nhất thì anh Bình có thắc mắc gì nữa không ạ? Vâng, cảm ơn ạ. Dạ. Em tiếp theo là câu hỏi thứ hai thì về circulating current. À, ở đây á, em trình bày về điều khiển động cơ. Trong cái điều khiển động cơ, em biết là trong truyền thống á, là người ta trong cái không phải truyền thống mà là trong cái những cái ứng dụng về SVDC á, thì người ta tìm cách giảm cái circulating current. Khi mà giảm cái circulating current đó thì á, cái AMS current qua những cái AMS current chạy qua những cái này nó thấp hơn, thì lúc đó tổn hao nó thấp hơn. Nhưng mà trong cái ứng dụng mà đồng với điều khiển động cơ á, khi mà mình không thể nào áp dụng cái phương pháp điều khiển truyền thống được. Khi mà phương pháp điều khiển truyền thống á, thì hồi nãy em đề cập là khi mà áp dụng phương pháp điều khiển truyền thống là cái ripple capacitor này rất là cao, nên bắt buộc người ta phải inject những cái current này thì inject này là thực chất là inject cái circulating current. Người ta cố ý inject cái circulating current, tại vì inject cái circulating current này với tần số cao thì nó sẽ làm cho cái switch này, capacitor này đóng ngắt ở tần số cao thì nó giảm được ripple. Nên trong cái ứng dụng động cơ này, người ta không thể loại cái circulating current được, người ta phải cần nó. Anh Bình có hiểu ý không? Về câu tiếp theo á, là về đánh giá về tổng quan về cái control của cái về cái control của cái MMC trong điều khiển động cơ này nhỉ? Thì em đồng ý với anh là về cái phần điều khiển của nó thì với cái điều khiển động cơ này khá phức tạp. Bên cạnh đó mình phải điều khiển cái thằng control nữa. Thì tại vì cái thứ nhất là cái hướng nghiên cứu của em thì chủ yếu là về làm ra sao để giảm cái capacitor á. Có một số người ta thì em cũng hiểu anh Bình là một số người ta cũng tìm cách là ứng dụng cái bộ MPC hoặc là những ứng dụng cái MPC controller trên cái từ cái khúc mà này, từ cái đây người ta ứng dụng MPC tất cả cái control này. Nhưng mà thực chất thì em cũng có đọc một số bài báo đó, nhưng mà tại vì MPC em cũng chưa tìm hiểu kỹ, và hồi lâu rồi em tìm hiểu thì tại vì em thấy là cái sampling time của cái MPC nó đòi hỏi cái con chip nó phải tính toán khá là nhanh để đưa ra được cái prediction khoảng 3 bước hoặc 5 bước trước nó. Thì cái lúc đó nên em nghĩ là không có hơi thực tế, nên không biết dạo này như thế nào, nhưng mà tại thời điểm đó thì em không có quyết định chọn MPC để điều khiển động cơ, điều khiển cho những cái control này, nên em sử dụng vẫn là PI truyền thống để đơn giản hơn. Anh Bình có ý kiến về cái phần đó hay là góp ý không anh Bình? Vâng, cảm ơn Dùng. Thì mình gọi cho đổi thêm, tức là bởi vì thầy Dùng cũng có trong cái phần phân cứng á, là Dùng có dùng nhiều cả kết hợp giữa DSP và MPCA, đúng không ạ? Thì thực ra cái MPC như Dùng nói á, cái sampling time bây giờ nó phải nhỏ để ta có cái thời gian tính toán lớn, nhưng mà do sử dụng vào FPGA và DSP á, thì việc cái tính toán của nó phần về giao tiếp về truyền thông á, thì dùng riêng phần xử lý tín hiệu tính toán dùng riêng FPGA chẳng hạn, cho nên là việc sử dụng với cái FPC hay là SunSquare bây giờ cũng là không phải phức tạp lắm, cho nên bây giờ người ta cũng dùng nhiều. Mình chỉ có một cái thắc mắc thôi, tức là vì trong cái câu như mình nói cảm giác và cái cấu phần này á, là vì nó điều khiển cả nó có nhiều cái challenge nó cùng lúc, cho nên khi mà xử lý dù như Dũng vừa nói là xử lý với trường hợp với điều khiển trường đồng á, thì ta ít quan tâm đến cái phần là giảm cái phần circulating current nhiều hơn, mà chủ yếu quan tâm đến cái phần là ripple của cái capacitor voltage á. Đấy. Thì dẫn đến là bây giờ nếu cái tồn tại cái đó nhiều chẳng hạn thì nó có ảnh hưởng hay không, chẳng hạn như hoặc như là nó ảnh hưởng đến cái quá trình hoạt động động cơ hay là tuổi thọ động cơ không, đặc biệt là giống như là với trường hợp mà khi mà với cái
tốc độ mà khi điều khiển mà tốc độ bắt đầu á, nó rất thấp á. Thấp thì nó sẽ ảnh hưởng, theo mình nghĩ là ảnh hưởng rất là lớn đến cái hệ thống. Thì không biết là cái quan điểm của Dũng là thế nào. À, anh Bình ý là cái phần gì ảnh hưởng anh Bình, cái phần gì nó tạo ra ảnh hưởng này? Tức là cái phần phía trước nguồn từ phía một chiều vào qua trước khi có cục lọc á, circulating current ở phía trước L á, trước cái shock module á. À nhà Yên Bình là cái circulating current này đúng không anh Bình? À, đúng rồi, phía trước này, giả sử phía trước này mình có, trước đây mình có một cái L ở phía trước này đúng không? Trước cái một cái arm, một cái shock module, một cái arm này này. Không phải slow, cái shock module mà một cái arm á. Thì tại vì circulating current, để em bật cái hình ba pha cho nó. Circulating current thì tại vì mình điều khiển ba pha mà. Ba pha thì circulating current khi mà về chung một pha này á, ba pha này chia làm ba, khi mà về chung một pha này nó vẫn là DC anh Bình, vẫn là DC ngay không này. Dạ. Nên nó chỉ chạy từ đây xuống dưới đây thôi, nó không có chạy ra đây. Dòng điện ở đây vẫn là sinusoidal nên theo quan điểm của em nó không ảnh hưởng tới động cơ, chỉ ảnh hưởng đến động cơ là CMV này, phụ thuộc vào cái mình inject cái CMV này thôi. Nó chỉ ảnh hưởng là cái nếu mà circulating current 2 cao quá thì mình phải chọn cái switch, phải thì current của cái switch này phải đòi hỏi phải chọn cao hơn. Thì lúc đó thì bởi vậy em mới trình bày một số phương pháp để làm giảm cái current set này nè. Anh em hiểu ý dụng đó. Cảm ơn anh. Cảm ơn phần trao đổi của thầy Bình với diễn giả. Thì mình có một cái câu hỏi tiếp theo là của thầy Trí ở trường Đại học Sản phẩm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thầy có một câu hỏi nhỏ đó là không biết là cái hiệu suất của cái bộ cái prototype SC MMC đó là bao nhiêu anh Dũng không? Cái hiệu suất, tại vì hiệu suất về căn bản về những cái bộ mà medium voltage multi level converter á, cái hiệu suất tại vì khi mà điều khiển ở hàng megawatt á, cái hiệu suất nó rất là cao, tại vì cái tổn hao trên cái mặc dù tổn mình nhìn chung thì tổn hao cái này là khoảng là hàng chục kilowatt lần, tổn hao hàng chục kilowatt, nhưng mà cái tổng công suất của nó là megawatt lần, nên lúc đó hiệu suất của nó theo những cái báo mình đọc được khoảng là 99.9 hoặc là 99.5%, rất là cao, tại vì mặc dù là tổn hao là khoảng hàng chục kilowatt nhưng mà so với công suất tổng của nó là khoảng megawatt đó. Nên tức là không có gọi là không có đáng kể. Thì em biết câu trả lời đó có làm hài lòng thầy Trí chưa? Thầy Trí có muốn trao đổi thêm một. Nếu không có gì thì chúng ta sẽ vào phần câu hỏi tiếp theo đến từ anh Đỉnh ở Đại học Bách Khoa Hà Nội. Em mời anh Đỉnh trao đổi trực tiếp ạ. Cảm ơn Duy, cảm ơn Dũng vì bài trình bày rất là informative. Mình có một câu hỏi, phần này nó không phải chuyên môn của mình nhưng mà lại có một cái phần nó rất là thú vị bởi vì mình cũng gặp phải. Tức là trong hệ thống của mình có cái gọi là multi-modular, nhiều cái module DC-DC nó song song và mình sẽ có một cái nhiệm vụ là phải đồng bộ cho nó với nhau. Thì lúc nãy có nhìn thấy cách mà Dũng làm là dùng can để đồng bộ. Dũng có thể quay lại cái slide mô tả hệ thống ấy. Có phần mà dùng can ấy. Thì mình rất tò mò là Dũng có thể chia sẻ kỹ hơn một chút về cái đoạn làm cách nào để dùng can để đồng bộ được. Đấy, Dũng dẫn cái này, đây. Thì trước nhất thì em cũng trình bày là hồi đó thì thứ nhất là em cố gắng để làm cái một cái DSP này thôi, với một FPGA này thôi để điều khiển toàn cái hệ thống này. Nhưng mà tại vì hồi nãy em trình bày là nó đòi hỏi là khoảng 24 cái BWM và cũng như là 48 cái 24 cái IDC và cũng là 48 cái BWM. Nhưng mà thực chất thì cấu hình này bên cạnh cái 24 cái IDC này nó còn có cái VDC này. Và đối với vector control này phải cần current sensor nữa, rất khá là nhiều. Nên em đòi hỏi hai cái này. Khi mà sử dụng hai cái này á thì trao đổi bằng CAN thì cái khó khăn đầu tiên á, khi mà điều khiển mình có đòi hỏi cái interrupt để gọi là sampling time trong cái interrupt đó của em là phải là ví dụ như sampling time của sampling frequency của mình đi là khoảng 20 kHz.
Trường hợp của em là em chạy phải tại vì multi-level mà em chỉ là chạy sampling trong khoảng 4 kHz thôi. Thì interrupt của mình trong khoảng một interrupt mình khi mà trao đổi với giữa hai cái con controller 1 và 2 này nè, thì interrupt của nó không được bị gián đoạn. Nếu mà bị gián đoạn này nè, ví dụ như là có một interrupt khác hoặc là bị gián đoạn á, thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái control mình đang tính toán mà, thì nó sẽ làm gián đoạn là không có làm cho cái perform mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Nên cái vấn đề về can này thì nó cũng khá tốn của em khoảng 1-2 tuần để giải quyết cái vấn đề đó. Thì sau khi giải quyết vấn đề này thì cái giữa hai controller này nó cái interrupt của cái controller này nó vẫn chạy tốt, mà sau cái trong cái interrupt đó thì em có insert một cái đoạn gọi là communication can giữa hai cái bộ điều khiển này. Thì trong cái đầu code của cuối code của đầu truyền á, thì là mình để cái can này ở cái code của cái can này ở khúc cuối của cái dòng interrupt. Nhưng mà đầu nhận á, thì mình sẽ để can ở lúc mà cái can communication, cái code của nó ở đầu cái interrupt, thì lúc đó nó có thể giao tiếp cũng như tín hiệu có thể truyền tốt hơn, nó không bị nhiễu. Anh Định có góp ý hay là đóng trả lời nó có đúng cái ý của anh Định chưa? Tức là mình cũng hiểu cái ý của cậu, tức là ở đây là nó cũng không phải theo tiêu chuẩn gì đúng không? Cũng không phải là tính là thời gian thực, hay là không phải theo kiểu như AutoGa, hay là theo kiểu như thế là trong cùng một cái đồng bộ cái timing cho cả hai cái DSP này đúng không? Dạ không anh. Ok, tức là nó mang tính hơi kiểu thủ công đúng không? Mình hình dung như thế. Cũng không hẳn là vậy nhờ. Tại vì can này thì mình phải thứ nhất là mình tại vì can thì khoảng một cái hoặc là mình nói tí xíu cái bạn và nhóm mình phản biện đó, đề nghị bạn phải xem lại để bổ sung một số vấn đề, ví dụ như là về các cái phần khởi động này, đặc tính động cơ khởi động, không chỉ bạn này mà tất cả những bạn mà làm liên quan đến động cơ, bởi vì đây là cơ sở lý thuyết và đối tượng các bạn điều khiển, mà các bạn lại bỏ qua cái phần này mà bạn không biết các bạn điều khiển cái gì đó, nên là thầy nghĩ là các bạn nên bổ sung những kiến thức đó trước khi nộp cho lại cho hội đồng. Alo anh Chí đang thầy ơi, thầy Chí ạ. Thầy ơi, cho em xin phép ngắt lời ạ. Okay, dạ, anh chị đang tại có một cái session khác. Thầy tắt microphone. Rồi, ok. Nghe thì ta đang trở lại vấn đề đang thảo luận tiếp với Dũng ở cái chỗ can này. Dạ. Nó rất là thú vị. Mà mình nghĩ là nhiều người cũng sẽ gặp cái trường hợp này. Thế thì ngày trước ấy, khi mình đồng bộ mấy cái module với nhau mà thông qua can ấy, thì mục tiêu của cái việc đồng bộ của mình ấy là làm cho các hệ thống nó phải cùng một cái timing với nhau. Và mục tiêu của mình để cho các cái PWM nó có thể interleave được với nhau để giảm cái current ripple đi. Đấy là cái số 1. Thế còn cái số 2 ấy, thì tại sao lại phải đồng bộ can? Bởi vì là cái việc mà truyền thông ấy, thì như các cậu biết rằng là cái timing do là mỗi con vi xử lý nó chạy một thạch anh khác nhau, mà thạch anh chỉ cần sai lệch có 1% về hay là 0.5% thôi về số ấy. Thì ví dụ như là với 100 mê mà sai lệch 0.5%, tức là khoảng mấy trăm nano giây rồi. Thì tức là nó rất là đáng kể so với cả toàn bộ cái vận hành của hệ thống. Như vậy là cái thời điểm mình đồng bộ ngay cái lúc đầu, là ví dụ lúc mà mình có phát tín hiệu can là start, thì ở phía bên nhận nó là đồng bộ được rồi. Thế nhưng mà sau một chu kỳ đóng cắt của mình là khoảng 20 như của cậu, nên là 4 kHz đúng không? Thì như vậy tức là 2 kHz là 500 microgiây. Thì như vậy là sau 500 microgiây là cái điểm đồng bộ nó đã chạy đến đâu rồi. Đó, cho nên là cho nên là cái điểm này là nó sẽ làm cho cái việc đồng bộ can của mình nó không chính xác về mặt timing, cho nên là cái việc mà PWM ấy, mình muốn là nó interleave nhưng mà nó lại không interleave, nó chỉ interleave được một mấy chu kỳ đầu thôi. Và mình là... sau là nó lại không được thế nữa. Em nghĩ là do cái phần setting của can nó, chứ không có, em nghĩ không có phải là liên quan tới, đúng là đồng bộ thật nhưng mà
đồng bộ nó không theo cái nghĩa là hai cái nó gọi là nó khớp nhau cái đó, tại vì như của em đó, bên này truyền thì bên kia đợi cái khúc đồng bộ đó thôi, chứ không đến nỗi là nó khá khắc khe như vậy đâu anh Định. Ừ đấy, thì cho bên em mình bảo là do cái mục đích mình dùng cái đồng bộ mà mình bảo mình dùng đồng bộ để đồng bộ cái TWM chứ không phải là đồng bộ cái sampling. Để nếu mà đồng bộ sampling ấy thì nó lại còn có một suy ra một cái vấn đề khác nữa là liên quan đến phần mô hình hóa. Ví dụ như là cái khâu cái module master của Dũng nhé, mà mình chạy như vậy ấy, mình hoàn toàn có thể đảm bảo được về cái timing của cái module master. Nhưng mà module slave ấy thì nó sẽ chạy ở hai cái tần số khác nhau, ở cái tần số của bản thân nó và tần số do cái thằng master nó truyền xuống. Và như vậy là cái việc điều khiển mình cho rằng là nó sẽ thêm một số cái điểm cực điểm không nào đó mà mình không kiểm soát được. Và chưa kể là nếu mà mình lại lấy y nguyên cái mô hình này mà sang một cái hệ thống khác nữa thì lại mất thời gian chỉnh định lại từ đầu. Thế mình nghĩ thế nên mình mới dùng cái từ là thủ công là vì thế. Mình ở đây. Tại Ken này em cũng giải quyết nó hồi cách đây 3 năm rồi nên em cũng gần như em cũng không còn nhớ về cái nó nữa. Tại vì nó chỉ là một cái điểm kỹ thuật trong này nên em cũng không có nhớ kỹ về nó. Ý là ngày trước thì mình cũng gặp vấn đề này, sau đó mình không giải quyết được. Bởi vì là mình sau một hồi suy tính mình thấy là nó là do bản chất của cái phần dao động, cái phần thạch anh là nó không đồng bộ được với nhau, nên là mình dùng can để mình đồng bộ thì chủ yếu là có thể đồng bộ được về mặt truyền thông thôi, về mặt thông tin thôi. Không đồng bộ được về mặt điều khiển. Cho nên sau đó mình dùng một cái kỹ thuật khác thì nó mới đồng bộ được. Thì mình tưởng là Dũng cũng dùng để đồng bộ được về mặt mặt điều khiển chứ thay vì là mặt gọi là thông tin. Nhưng mà nếu mà không phải thì mình sẽ chuyển sang câu hỏi khác cho bài tiếp theo. Và xin mời xin mời Duy. Em rất cảm ơn phần trao đổi của anh Đỉnh ạ. Thì không biết bạn Thắng ở UST Korea có đang online đó không ạ? Dạ em chào anh ạ. Mời bạn. Em đầu tiên cảm ơn anh Dũng về bài thuyết trình. Em có một vài câu hỏi như là không biết anh lựa chọn thông số của inductor với capacitor trong sub-module như nào. Tại vì như ở đây thì ví dụ như là anh chọn là 3800 microfarad và với phương pháp giảm voltage ripple của anh thì nó còn khoảng là 7-8V gì đấy. Nhưng mà nếu ngay từ đầu nếu mà anh chọn khoảng 1000 microfarad thì cái voltage ripple nó có được giảm xuống còn dưới 10V như này không ạ? Rồi cái em có câu hỏi thứ hai là về cái điều khiển on off signal cho mấy cái con IGBT ở middle đấy, ở giữa đấy, thì cái modulation index thì anh tạo ra như nào? Em còn câu hỏi thứ ba đây là cái energy ở trong mỗi amp đấy, cái chỗ này thì em cũng hơi phân vân. Có phải là anh lấy điện áp nhân current rồi anh tích phân cái power đấy ra thì là ra energy? Nhưng mà em có xem qua một vài bài báo thì họ lại tính kiểu như là 1/2 CV bình, tức là họ tính 1/2 CV bình ở mỗi sub-module rồi họ cộng tất cả cái energy ở mỗi amp ở mỗi sub-module ở trong một amp đấy thì là cũng ra energy. Nhưng mà em có kiểm chứng lại thì hai cái energy này nó hơi khác nhau, thì anh có thể giải thích cho em không? Thứ nhất là về cái phần hồi nãy em hỏi về, thứ nhất là trong cái phần design constraint của nó thì là trong cái design constraint thì hồi nãy em hỏi về arm inductor đúng không? Đầu tiên là ammeter thì nó có một số bài báo thì nó đề xuất chọn cái arm inductor này, chủ yếu là khi mà chọn cái arm inductor này á thì phải chọn một cái giá trị nhất định. Nếu khi đó nếu mà cho cái bộ này khởi động hoặc là khi mà có short circuit hay là lỗi gì xảy ra thì cái inrush current này nó không có quá cao để có thể ảnh hưởng, nó sẽ bị ảnh hưởng tới những cái IGBT này, thì anh nghĩ em có thể tìm hiểu những cái bài báo đó để chọn cái phần arm inductor này. Còn bài về cái phần của anh thì anh không có tập trung vào chọn cái ammeter này, chủ yếu là anh follow một số bài trên mạng, bài trên IEEE thì ví dụ khoảng đa số là người ta chọn khoảng 1-2 mH thì anh sử dụng 1-2 mH, tại vì anh không có tập trung vào vấn đề chọn thông số của cái ammeter này. Có câu hỏi tiếp theo thì đúng, cái câu hỏi tiếp theo là về capacitor của cái submodule. Đúng là cái phần này nó rất là ảnh hưởng tới
mỗi cái submodule này nó có một cái capacitor, thì khi mà chọn cái submodule capacitor này á, nếu mà cao quá thì cái ripple của nó sẽ, thì đương nhiên là nó sẽ thấp. Khi mà chọn thấp quá thì ripple nó sẽ cao. Thì anh đã kiểm chứng, thứ nhất là về design content đi. Cũng có một số reviewer cũng hỏi anh là trong thí nghiệm, trong mô phỏng á, thì anh sử dụng là 7 kV 2.2 millifarad. Thì người ta kêu là tại sao trong thực nghiệm lại sử dụng 3.8 millifarad. Thì anh lúc đó anh cũng trả lời là tại vì dựa theo một số bài báo khác thì người ta tính toán á, tùy vào cái công suất này, chứ không phải là đối với một công suất nhỏ thì là chọn, hoặc là một công suất lớn thì cái submodule capacitor này nó nên giống nhau, tại tùy thuộc vào cái công suất này, tại vì công suất này là công suất trao đổi giữa công suất trao đổi, cái capacitor này là chỉ là giữ năng lượng thôi, nó không có chuyện hay là công suất đầu vào này sẽ phải luôn luôn bằng công suất đầu ra. Thì cái capacitor này thì đối với một công suất lớn á, thì mình nó có một cái chỉ số gọi là hằng số capacitor constant, thì tùy thuộc vào cái capacitor constant đó thì mình chọn cái capacitor này nó tối ưu nhất. Thì cái thông số này của anh là chọn vào phụ thuộc vào capacitor constant đó. Thì nếu em cần tìm hiểu về cái bài báo đó hay là những cái thông tin đó thì anh có sẽ gửi em về cách chọn cái đó sau. Thứ hai á, anh cũng đã thí nghiệm cũng như là mô phỏng tại cái capacitor này thấp hơn rồi. Khi mà capacitor này thấp hơn á thì đương nhiên là nó vẫn có ripple, nhưng mà không phải là nhưng mà nó giải quyết được ripple đó sẽ được giải quyết bằng cách đó. Ví dụ như là khi mà ví dụ ở đây cái dòng điện này là 234A là đỉnh, với cái capacitor là ví dụ như là 5mF đi. Khi mà capacitor của mình thấp hơn á thì bắt buộc cái phần điều khiển của mình nó sẽ đưa cái dòng điện này cao hơn nữa. Dòng điện này cao hơn để làm gì? Để giảm cái ripple nó thấp hơn. Thì khi mà em chọn capacitor thấp hơn thì dòng điện này nó cao hơn, thì bởi vậy em phải trade off hay là cân bằng giữa hai thứ, cân bằng giữa cái việc chọn capacitor và cũng như là dòng điện này. Nó là ảnh hưởng này. Còn performance thì ripple này vẫn nó có thể nó sẽ cao hơn cái này một ít thôi, nhưng mà nó sẽ không có vượt quá cái maximum cái allowable của nó. Em có hiểu cái vấn đề này không anh Thắng? Dạ. Cái tiếp theo là cái modulation index của cái modulation index của này đúng không? Dạ đúng ạ. Em hỏi modulation index là ý là dạ ý là anh điều khiển mấy cái con IGBT này như thế nào thì mình lại cần dùng một cái modulation để so sánh với BW so sánh với trên giờ thì cái modulation đấy thì anh tạo ra như nào? Tại vì hồi nãy anh có đề cập là cái này mình cố gắng là làm cho mình tìm cách là làm cho cái này power với energy là dao động ở một tần số rất là cao. Thì để power energy này dao động tần số cao á, thì đòi hỏi dòng điện qua đây cũng phải là tần số cao. Để dòng điện qua đây tần số cao phải nhân với điện áp tần số cao nó mới ra là power này ở tần số cao. Thì lúc đó mình tìm cách điều khiển cái submodule này á với cái điện áp ở tần số cao. Khi mà điện áp tần số cao này, cái dòng điện tần số cao sẽ sản sinh ra tần số cao của power này. Thì anh điều khiển cái này thì điện áp cái maximum voltage của cái này thì lúc nào nó cũng chỉ là cao nhất là chỉ là được VDC này thôi, nhưng mà tần số điều khiển của nó là thường thường cái inject frequency là khoảng 1/10 của switching frequency, thì tần số dao động của nó là khoảng là 100 Hz. Thì modulation index nó chỉ là cái này thôi em, cái M của nó là chỉ có VS này với lại là sin của omega t thôi. Omega đó là tần số cao, nó chỉ là như đó thôi, nó không có thành phần cơ bản. Tại vì ở đây nó đâu có thành phần cơ bản đâu. Em hiểu ý của anh không? Tức là thì anh lấy luôn cái VS đây là modulation signal. Đúng rồi, VS là modulation signal. Ví dụ như bài cơ bản đi, bài cơ bản bài này thì là người ta sử dụng cái fundamental này. Thì anh đối với cái middle submodule đó thì anh sử dụng tần số cao, là tại vì anh inject nó mà, thì anh phải sử dụng tần số cao này, anh so sánh với lại cái triangular luôn. Còn cái câu hỏi tiếp theo của em là cái energy mỗi amp, anh không biết là em tính toán hay là dựa trên lý thuyết hay là em mô phỏng mỗi amp cộng lại, ý là anh chỉ thắc mắc vậy thôi. Em
em đo cái điện áp ở mỗi sub module ở capacitor đấy, rồi em cộng vào cho một amp thì cũng là energy đấy, là energy lưu trữ trên tụ ở mỗi amp, có phải không ạ? Đúng rồi, energy trên mỗi amp. Vậy thì cái energy mà lấy upper voltage nhân với upper current rồi tích phân ra thì cái đấy là cũng là energy ở upper amp đúng không ạ? Đúng rồi em. Nhưng mà em có so sánh hai cái energy đấy thì nó khác nhau ạ? Em so sánh là em từ cái simulation của em là em tính toán ra hay là em tính bằng lý thuyết anh? Tại về mặt lý thuyết thì U nhân Y là nó là sinusoidal thì nó có cả phần âm và phần dương đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà em tính theo công thức 1 phần 2 CV bình thì lúc nào nó cũng dương. Thì đấy theo lý thuyết là nó cũng nào khác nhau rồi. Em phải tính 1 phần 2 VC bình, nhưng mà VC đó là V... Tại vì em cũng biết là capacitor này gồm có thành phần DC với AC. Thì em phải bỏ phần DC đó ra đã. Tại vì em có DC là không đúng, là tại vì năng lượng nó chỉ truyền từ bên này sang bên này thôi. Nếu mà năng lượng hay là công suất tồn tại trên này là có loss trên này rồi. Tại lý thuyết thì loss đâu thể nào tồn tại ở giữa, nó chỉ là điểm trung gian không ạ. Vâng, em rồi. Cảm ơn em. Ok, cảm ơn bạn Thắng về phần đặt câu hỏi cho diễn giả. Thì thời gian của buổi webinar mình cũng đi hơi quá xa rồi, nhưng mà ở đây em thấy còn ba câu hỏi rất là hay của anh Thảo tại viện Toyota Tech Nhật Bản. Thì đọc được thì anh Dũng có thể đọc để cho nhanh, anh có thể đọc phần chatbox. Hiệu suất tổng thể của toàn bộ hệ thống khi có tải. Thì anh Thảo vào đọc câu hỏi trực tiếp luôn cho nó chủ động. Thảo có đấy không? Có đây, Thảo có nghe đây. Mình có nghe rồi. Thảo hỏi luôn đi. Thì hình như là em Dũng đọc được rồi mà đúng không? Rồi thì Dũng trả lời đi. Anh nghe Em đang đọc anh. Câu số 1 về hiệu suất tổng thể đó, ý là khi mà mình khảo sát toàn hệ thống thì kể cả động cơ luôn á thì nó có tốt hơn so với cái kia không? Bởi vì là cái bài toán của em giải quyết giảm cái tổn hao sống giảm cái sóng hài THD thì anh thấy có giảm rồi đó. Thì không biết là nó có ảnh hưởng đến cái tổn hao của động cơ không? Vì cái hiệu suất của em, anh nghĩ hiệu suất của em về bộ biến đổi thì tốt rồi, không biết nó ảnh hưởng động cơ nó tốt không? Bởi vì nó nếu mà cả hệ thống nó tốt á thì nó rất là triển vọng để mình ứng dụng trong hệ thống động cơ trong thực tế á. Rồi. Cái này em vẫn hơi thắc mắc là tổng thể của toàn bộ hệ thống khi có là tải, em tính từ có tải của bây giờ thể... có nghĩa là em đo cái moment tải á, moment của động cơ ra đó, em nhân gọi là công suất nó ra đó, công suất cơ khí nó ra đó. Tính chia cho công suất khi DC của bạn đầu vào trước lúc mình biến đổi á. Dạ. Em tính chia. Em cái đó phần đó chưa tính được đâu, hiểu là em phần này em tính từ cái DC vào đầu vào AC vào. Dạ không hẳn, cũng không, tại vì em chỉ cái thermal module đó anh Thảo, em chỉ tính trên mỗi switch thôi. Tính trên switch. Dạ. Bởi vì anh quan tâm đến chỗ cái toàn cái hệ thống của nó gọi là motor drive system thì anh quan tâm cái đầu ra của gọi là mechanical output power á. Em hiểu không? Đo cái tải của động cơ. Rồi anh chị mình chia lại cho cái DC thì lúc đó là sẽ phân ra được cái tổn hao của biến tần nè, tổn hao của ấy thì nó tốt chỗ nào để giảm chỗ nào. Rồi ok thôi, rồi câu số 2 đi. Cái tốc độ động cơ em đang chạy tốc độ động cơ thấp đúng không? Low speed. Mà low speed em dùng AM motor thì ứng dụng của nó là trong có khu servo hết ta. Tốc độ thấp nha, đúng không? Tốc độ rất thấp mà 12.5 hoặc là thì khi trong nghiên cứu của em thì em có khi tốc độ mà nó lên cao á, đỉnh mức bây giờ là khoảng 1.5 đi, anh cho 1.5 đi thì cũng là tốc độ động cơ trung bình. Thì không biết tốc độ động cơ cao thì nó có cái phương pháp của hệ thống của em nó còn đảm bảo không? Hay là chỉ thiết kế tối ưu cho loại tốc độ thấp thôi? Cái phương pháp khi MMC này ứng dụng cho khi mà có một cái nhược điểm là khi mà tốc độ thấp thì capacitor cao. Đúng rồi, đó. Thì áp dụng cái phương pháp của người ta đề xuất nhiều phương pháp thì em cũng đề xuất phương pháp. Nhưng mà khi mà nó vượt qua khoảng là ví dụ như là khoảng 500 RPM đi. Thì lúc đó nó mình sẽ áp dụng cái control nó trở thành một cái MMC bình thường, tại vì mình không có inject current nữa. Thì tại vì cái capacitor ripple nó không có cao nữa, mình đâu cần phải là áp dụng cái Như vậy là mình dùng hybrid mode đúng không? Đúng rồi. Thay đổi cái mode là xong. Thay đổi cái mode là xong. Như vậy là cái phương áp của em là đặc biệt cho tốc độ thấp. Cái tốc độ cao thì mình sử dụng phương pháp có sẵn của người ta rồi đúng không? Phương pháp bình thường. Đúng rồi. Rồi.
Ok, như vậy là từ 500 RPM trở xuống, RPM trở xuống. Không, nó thì thuộc vào cái này này em trình bày là đây này. Ví dụ như là đây 10% nè. Rồi, thì trên 10% thì mình nhờ tùy theo cái capacitor nữa nhờ. À, như vậy là cái giải tốc độ của em là dưới 500 đi, cho chữ dưới 500 đi. Dưới 515 hẹp nè. Rồi, ok. Dạ. Thì hiểu rồi, như vậy là cái giải tốc độ là 500. Rồi câu cuối cùng là về cái chắc em chưa làm quá. Nói về động cơ nhiều hơn, nói ra động cơ cái top ripple đó em có đo không? Bởi vì đó là cái harmonic ảnh hưởng đến cái top ripple, em giảm được cái harmonic của cái điện áp với dòng điện đúng không? Thì nó ảnh hưởng đến cái top ripple. Bởi vì cái người bên động cơ là người sẽ quan trọng đến cái phần top ripple nữa. Em đo cái được này... cái hệ thống của em nó không có cái moment đo moment tải đúng không? Dạ không anh. Em chỉ tập trung vào cái phía mà converter, inverter, phần động cơ cơ bản. Rồi, cảm ơn anh. Là cảm ơn em nhiều. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Thảo rất nhiều về phần là câu hỏi. Thì thời gian của buổi webinar của chúng ta hôm nay cũng hết rồi. Thì em xin phép cảm ơn hai diễn giả, bạn Tiên và anh Dũng đã dành thời gian cho buổi webinar của Vbec tháng này, và cũng cảm ơn các thành viên hơn gần 30 thành viên còn lại tới phút cuối cùng.